Có nghĩa là mình cứ khoảng 6 năm bán được 10 ấp. Cái gì? Đó là mình là con. Rừng rừng trên này thì nếu mà bán rừng thì được rồi. Chế thuốc nào rồi? Nhưng rừng đây mới chuyển về nhà rừng phòng hộ hay rừng kinh tế? Rừng nhà mình ý. Rừng của nhà luôn. Nhà mình trồng keo, có nhà mình bìa đỏ. À, bìa đỏ thôi. Bìa đỏ chứ. Bìa nhưng mà sổ mình nhắm. Không, bìa đỏ là sổ trồng cây, trồng cây lâu lâu. Trồng vườn thì nhắm, không có thời hạn. Trồng vườn thì không có thời hạn. Đó là cây lâu lâu. Cái đồ nhà tối năm ngoái năm kia chúng nó giả 2 tỷ. Con hướng rồi đấy. Ai à? Đây nhà. Nó giả 2 tỷ nó bán. Năm kia nó giả 2 tỷ nó bán. Tối của anh đẹp. Còn hàng bằng chua. 2 tỷ là rơi vào 2 tỷ. Thôi nào. Thế là một tối. Vài năm được 100 triệu mà. Mình đấy thì mình nương như khó mình bán là già rồi. Mình cứ con cái là cái tay này của anh là tuyệt. Đúng rồi. Là lúc trẻ đi đánh cá ở đập này. Ở ngã ra ra. Hot. Hot đi, hot đi. Bò này, bò. Bò này, bò này. Ai bò? Bò này, nhìn này, nhìn này. À, ăn à? Chín chưa? Chín rồi. Ngọt thế. Ăn là ăn chín đấy. Ngon lắm chị ạ. Đây em, bắt 10. Con dao ở đâu nhỉ? Ngọt thì luôn. Ăn mà nó mát này, đừng ai mang đây. Ăn ra 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 suối ăn cho mát nhỉ. Ơ nhà lấy cái kia dèo lưỡi đặt ra rồi anh ạ. Đây, nhân cắt cọ kìa. Kia về cắt ạ. Vì trong máy em không có một cái ảnh video mà. Thế chín rồi đấy chị ạ. Chín rồi. À, Thắng ơi. À, Huyền ơi. Thực ra thì cũng cố gắng để cắt cho Huyền miếng nhưng mà nóng không cắt nổi. Thì đưa cái thanh sang bên này. Dễ mà. Nhưng mà cái chỗ kẹp kia là sẽ không chín cả. Chứ em lửng gà kẹp sẽ không chín. Chín rồi chị ơi. Anh ơi, chị đi chín rồi. Cái đen đấy là vừa đấy. Nhưng em bảo bày tất cả sẽ thay anh ấy, mới đâu là gì? Ừ, anh xóa bông đi bông mất công anh tả quay lại từ đầu ấy. Không mang e làm sao mới thôi. Đây là chị Nguyệt đang thử độc, thử xem bò có độc không. Bây giờ phải tìm đứa nào chị bò. Mai là mắt chúng ăn bụng. Ánh ơi nhìn này. Em cắt cái đoạn này cho nó chín. Chín chưa? Rồi thì cắt ở giữa nha. Wow, ở trong nó không sống đâu các bạn. Bí tết rồi. Ngọt lắm. Đỏ. Thử không? Ăn nhớ. Thì luôn. Nhờ. Thử không? Cắt ra chị ạ. Cũng phải cắt một nửa tí ra. Ngọt lắm luôn ấy. Trong đỏ như kiểu bí tết. Thơm ấy à? Ăn kiểu này ngon nha. Cái này có ướp không chị? Có ướp gừng tiêu rồi. Ướp gừng chứ không thì nó nhạt tuyệt chứ. Thơm ạ. Ngon lắm luôn. Hết pin à? Hết rồi. Tất đều. Đâu không phải, tối anh sạc pin. Tối qua chơi. Anh có pin đây mà đâu miếng mỏng thôi. Đâu đây chị này. Thôi ăn đặt chín là cả đến trăm. Ở trong nó. Ngon lắm đấy. Xúc xích, xúc xích kìa. Xiên đâu ra đấy xúc xích kìa. Tất cả cầm cái gì con? Ngon không con? Được không? Không ngon à? Ngon. Ai ơi, gơi răng. Thực ra là nếu mà nước ngoài người ta ăn như này là ngon này. Ở ăn cái này thì ngọt thịt. Ở ăn đồ đỏ. Trẻ con nó bụng dạ yếu thì đau bụng. Tiếp em bụng dạ khỏe quá. Em cũng yếu. Sao mà lấy xe mà lại buồn. Anh phải đi ngoài đâu, đi Xuân La. Em ăn chả viên nha. Ủa xịt cháy à? Nhìn cháy đã, mất hết cả thằng. Ngon nhờ. Ra người ta đứng trước cửa cam. Đi tìm hương ớt đi. Kiểu ăn vụng này bây giờ ngon là tí lại đích. À, đúng kiểu ạ.
Ok anh chị em, anh chị em đâu rồi, ra cái suối đây, bù đây. Cái cá viên chiên, ăn được kìa. Em ăn cá viên chiên. Cẩn thận nhá, kéo này, kéo này, cẩn thận. Kéo ghê quá. Đấy. Quên. Chúng ta ra, chúng thấy toàn thấy cả răng em à? À. Mồm toàn răng. Rồi. Đánh nhiều lắm.